Rồi, hello, xin chào các bạn đến với kênh Mai Vàng Tiếng Châu của mình ha. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Thì video hôm nay mình chia sẻ về vấn đề trồng mai thì không thể thiếu hai thứ này nha các bạn ha. Hai thứ này nó rất là quan trọng với cây mai của mình. Hai thứ này là mình bón cho cây mai. Thì bạn biết cái tầm quan trọng của phân bón và cái chất hỗ trợ cho phân cho cây của mình á. Thì trồng mai á thì nếu mà các bạn muốn cây mai mà nó sung thì phải có phân bón. Còn nếu mà bạn sử dụng mà phân hữu cơ không á thì chung là nó an toàn cho cây mai đó, nhưng mà cây mai mà nó sẽ không phát triển được bền vững như bạn ha. Và mình sẽ giải đáp thêm cho các bạn là nhiều bạn cứ suy nghĩ sai lầm một chỗ là sử dụng phân hóa học á mà nó lại sẽ làm mà suy hại cây mai về lâu về dài. Đó là quan điểm sai lầm nha các bạn ha. Tại vì mình nói á là phân hóa học hay phân hữu cơ gì á thì cây mình nó ăn nó cũng phải qua cái chuyển đổi thành ion, dạng ion nó mới ăn được nha bạn ha. Thì cây nó không phân biệt nào là ion của thằng hữu cơ, nào là ion của phân hóa học ha. Nên nó không có sự phân biệt chỗ đó ha. Phân biệt ở đây là gì? Là trong phân hữu cơ á thì nó có vi sinh vật và cái chất mùn ha, và nó không có và nó trung tính. Còn ở phân hóa học á thường đa số là nó có mang tính axit, bởi vì khi mình bón phân hóa học hoài á, thì nó sẽ làm chua đất của mình, có nghĩa là đất bị axit hóa đó các bạn ha. Đó, nên mình sẽ có cách hóa giải đó các bạn ha. Tại vì cây mai trồng chậu của mình á thì nếu mà bón phân hóa học á thì nó khó hóa giải hơn, nên đòi hỏi khi mà bón phân hóa học phải đúng liều lượng, đúng giai đoạn và đúng loại phân nha các bạn ha. Nó khó cho đó. Chứ ngược lại thì phân hóa học thì nếu mình làm đúng thì nó sẽ không có hại gì về cây mai, cũng không có giảm tuổi thọ cây mai nha các bạn ha. Lưu ý rồi đó. Trừ khi sử dụng phân hóa học mà hại cho cây mai mình nè. Ví dụ như là bạn sử dụng quá liều vô tội dạ ha. Sử dụng không đúng giai đoạn, không đúng loại phân thì nó sẽ hại cho cây mình thôi. Mình nói chuyên sâu chỗ này một chút ha. Ví dụ như bạn sử dụng phân hóa học đi. Phân viên mình nó đa dạng nhất là các bạn thường xài là 20-10-10 hoặc là 16-16-8 ha, đó là phân bón gốc dạng viên. Thì mình nói phân đó thì phân đó nó cũng rẻ tiền đó các bạn ha. Nếu mua lẻ thì cũng hai mấy ngàn ký thôi, còn mua dạng mua bao á thì tính ra có mười mấy ngàn ký thôi đó. Thì cái phân đó là đa số là phân hóa học là nó mang tính axit, nên khi mình bón về lâu về dài cho cây mai của mình á thì cái cắt trồng của mình á nó bị axit hóa. Thì axit hóa để mà giảm cái lượng axit đó thì mình sử dụng là vôi ha. Vôi thứ nhất là vôi nó sẽ làm cho trung hòa lại cái chất trồng của mình ha. Vôi á thì cái nguồn vôi hoặc là cái những cái loại mà chế phẩm như là amirin thì nó sẽ hóa giải phân khi mà bạn bón phân quá liều tồn dư trong chất trồng. Rồi thằng rốt 2 thì nó có những cái vitamin như amirin này đó. Amirin thì nó có B1, B6, B12. Còn thằng rốt 2 thì nó có B1 ha. Và vitamin E, D nữa ha. Nó sẽ phá quá giải và những cái điều đó cho mình. Nhưng mà cái thằng rốt 2 thì nó có thêm acid amin, amino acid á, nên về lâu về dài thì mình không có xài hoài được cái thằng rốt 2 thôi các bạn ha. Chứ rốt 2 xài rất tốt. À, tại vì thằng axit amin á nó là một cái thằng mà khi mình bón phân vô á, bón đạm vô á thì nó sẽ tổng hợp, nó đã tạo thành axit amin. Còn khi mình cung cấp cho cây thẳng vô axit amin luôn á thì axit amin nó là axit amin ngoại sinh, nên nó không có cần cây tổng hợp. Nó về lâu về dài thì cây nó sẽ ý lại thôi, nó có vấn đề đó thôi. Nhưng bởi vì các bạn xài những cái loại hóc môn sinh trưởng như hóc môn sinh trưởng rồi axit amin á thì hạn chế dùm chút ha. Thì sử dụng nó tốt đó, tốt cho cây đó, thật sự tốt cho cây đó, nhưng về lâu về dài khoảng 10 năm hay 15 năm á thì cái cây nó mới giảm cái sự hấp thu đó thôi ha. Chứ còn hiện tại thì bạn xài 5 năm, 7 năm, 10 năm thì nó không sao đâu ha, cây nó rất là sung. Đó. Thì nói chung là những cái gì mà nhân tạo thì mình đừng có nên lạm dụng nó ha, mình nói vậy, nhân tạo thì nên đừng nên lạm dụng nó. Ví dụ như bạn trồng mà bạn muốn cây mai bạn bền á, nhưng mà bạn không biết cách những cái yếu tố khác như canh nước rồi chất trồng rồi bộ rễ thông thoáng như thế nào, rồi chậu nó như thế nào, thì cái cây mai của bạn nếu mà bón phân hữu cơ không thì cũng không sẽ không có tốt, cũng sẽ si thôi các bạn ha. Mà bạn biết cây si rồi thì nó khó cứu đó. Chính vì thế là mỗi cái yếu tố chăm sóc mai nó đều liên quan với nhau với giáo
không phải là về phân bón không đâu các bạn ha, nó nhiều vấn đề lắm. Nhưng nó thứ nhất như đơn giản như mình chọn chậu để mà trồng mai thôi nè ha, chọn chậu để trồng mai thôi, phải chọn chậu nào mà đáy đáy ngắn ha, đáy ngắn có nghĩa là cái độ cao nè, độ cao này nè, không có không quá 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 sâu quá nhiều đó, đáy ngắn để dễ thoát nước. Thứ hai là chọn cách trồng sạch bệnh, sạch bệnh có nghĩa là sạch nấm bệnh á, không có nguồn nấm bệnh, và cách trồng phải tươi xốp ha. Thì nguồn cách trồng thì mình nói trong chấu sống và sơ dừa nó sẽ có mầm nấm ha, nhưng mà hên xui thôi. Ví dụ mình chọn được cái nguồn chất trồng mà nó chấu sợi dừa mình ít nguồn nấm hoặc là không có nguồn nấm thì mình tốt ha, thì mình khỏe đó. Rồi cái trong cái thằng cho chấu á, chấu hung các bạn ha, chấu hạt, chấu đen mà hạt to đó, thì nó rất tốt cho cây mai, nhưng mà nó bị nhược điểm cái là khi mình sử dụng trộn chung với cái liều lượng nhiều quá thì nó sẽ làm cho cái cây mai mình khó thoát nước và lèn thôi. Chứ thật sự cái thằng chấu cho chấu á, chấu hung các bạn, chấu đen á, nó có tính sát khuẩn nha bạn ha. Thứ nhất là nó có tính sát khuẩn, thứ hai là nó có những cái chất rất là tốt cho cây mai mình, nhưng có hàm lượng lân nè trong đó nè, rồi nó có thằng kali cũng có nè ha. Đó, kali nó vẫn kích thích cho bộ ra rễ nha các bạn ha, lân không phải chỉ lân và canxi không đâu, rồi nó có thêm cái thằng silit nữa ha, silit nó cũng kích thích ra rễ nữa ha. Đó, nó nguồn silit rất là cao, thì nó có tính sát khuẩn là lân, và silit nó có tính sát khuẩn cao lắm các bạn ha. Nên khi mà chọn cái chất trồng mà có chấu hung, chấu đen thì nó có tính sát khuẩn, ít bị nấm hơn là khi mình chọn bằng chấu sống các bạn. Hai chấu sống cái nguồn nấm nó rất là nhiều đó. Đó, nó đơn giản là cái thứ nhất là cái chậu thôi, nói về cái chậu thôi ha. Thứ hai là chất trồng ha, rồi thứ ba là nước tưới nè. Nước tưới là phải cái nguồn nước tưới phải sạch, không bị phèn, không bị phèn sắt, phèn nhôm, và không bị cà lo nhiều ha. Nước máy thì nó bị nhiễm cà lo nhiều đó, nước sông thì nó bị nhiễm phèn ha, nước giếng nó bị nhiễm phèn. Đó, nước sông có thể là nó bị nhiễm mặn nữa, là mặn là nô muối là a natri đó các bạn ha. Đó, phải bảo đảm bảo cái nguồn nước tưới mình sạch, và phải canh nước nữa ha. Vấn đề canh nước là mình nói rất là nhiều rồi, không phải đơn giản mà là mình thấy là người ta tưới ào ào thì mình tưới ào ào theo đâu ha. Cái cây của người ta, bạn nhìn cái cây người ta tưới ào ào là cái cây người ta tàn lá nó tùm lá rất là nhiều, tàn rất là nhiều, lá rất là nhiều, nên người ta tưới, người ta tưới dồn dập vô nó không sao, tại vì cái với cái số lượng lá nhiều như vậy á thì nó sẽ hút nước chảy ra, làm cái chất trọng nó không bao giờ bị úng nước và nó bị ôi nước hết nha các bạn ha. Đó. Còn cái cây mai của các bạn mà cái lá nó không có được nhiều mà bạn cứ tưới theo cái phương pháp mà dập nước như vậy, ngày nào cũng tưới hoặc có thể là tưới ngày 2-3 lần. Và đặc biệt mình nói với những vấn đề tưới nước nè, các bạn hạn chế tưới dắt chiều tối. Tại sao hạn chế dắt chiều tối vào lên lá của nó? Tại vì khi mà bạn tưới như vậy, độ ẩm trong cái lá mình nó cao, khu vực trong cái tán lá mình nó cao thì nó sẽ hình thành nấm ha. Nấm nó thường là nó sẽ hình thành nấm hồng nè, rồi tháng thư nè, rỉ sắt nè, đó những cái loại mà vi khuẩn á đó. Nên mình ít khi nào mà kêu các bạn mà tưới lên lá vào giấc chiều mát lắm, ít lắm ha. Các bạn nên tưới vào giấc sáng cho mình ha. Thì tưới sao mà sáng tưới chiều nó phải khô ráo ha. Sáng tưới chiều nó phải khô ráo cái lớp mặt, đó là mới tưới đúng. Còn nếu mà sáng tưới chiều cái lớp mặt nó chưa khô, rồi sáng qua lại thấy cái chất trồng mình lớp mặt nó chưa khô thì nên tưới ít lại hoặc là không tưới đó, cố gắng điều đó. Và những cây mưa, khi nào gặp mưa, đối với những cây mưa mà tàn lá, cây mà tàn lá nhiều như thế này nè, nó che mặt chậu hết thì nước mưa nó không có vô được cái chất trồng trong chậu này được nhiều, thì phải kiểm tra giùm mình và tưới bổ sung thêm ha. Chứ không phải là lúc nào mưa thì các bạn cũng phải không tưới hết giáo ha. Mưa có những cái chậu mà nó hút nước nhiều á, cũng phải tưới thêm cho nó các bạn ha. Bởi vì cái vấn đề canh nước nó rất là quan trọng, tại vì khi mà cái bộ rễ cây mai của mình nó nằm trong cái chất trồng mà độ ẩm cao á, nước nhiều á, thì nó không có ra rễ và nó sẽ hình thành nấm. Mà khi nó bị hình thành nấm và nó như vậy á, thì nó sẽ làm teo những cái lông tơ của bộ lông hút của cái rễ á. Tại vì cái rễ hút nước và dinh dưỡng, nói chung là hút nước và phân á, và bằng cái rễ lông tơ đó đó, cái miền lông hút đó, mà cái miền lông hút đó ta bị hư rồi á, thì là cái cây mai mình nó sẽ không hút nước được và dinh dưỡng được, thì dẫn đến là cái cây mai mình nó xì nha các bạn ha. Rồi mình nói như đó thôi, còn rất là nhiều yếu tố vấn đề khác. Mình quay trở lại vấn đề á, là hai cái vấn đề, xin lỗi, mình quay trở lại vấn đề á, là hai cái thứ này phải trồng mai phải có, nếu không có thì nó sẽ không bao giờ mà tốt cho cây mai được. Đó, hai thứ đó là thứ gì ha, mình nói đây. Thứ nhất là thằng Ridomingon này, à, rất là quen thuộc với các bạn nè,
Thằng Rio Mingguan này, thằng Rio Mingguan này nó vừa phun lá được và vừa tưới gốc được. Tại sao? Tại vì nó thành phần của nó gồm có Metalaxy và Mancozeb. Thằng Mancozeb này là nó dùng để phun lá nè các bạn ha, không có tưới gốc được. Có những cái loại mà người ta để chữ Mancozeb, Mancozeb này kia rồi đó ha, hoặc là thành phần của Mancozeb thì là tưới gốc, chỉ có Mancozeb không là tưới gốc nha các bạn ha. Xin lỗi, chỉ có Mancozeb không là phun lá nha các bạn ha, không có tưới gốc được. Chỉ có khi nào có thành phần Metalaxy này nè thì mới là tưới gốc được ha. Nó diệt nấm rất là hay. Ngoài những trị nấm thì nó còn trị được cái bệnh như mình thấy trên cây là tháng thư nè ha. Đó. Thì trị nấm như thế này thì cái bạn nào có điều kiện thì sử dụng cho mình thường xuyên cái thằng này. Nói chung là cái gói này cũng hơi mắc tiền các bạn. 50-60 ngàn một gói, một gói này pha được có khoảng 40 lít nước thôi. Ha. Thì một gói mình mua, nói chung là từ đầu năm tới giờ mình chỉ tưới một lần duy nhất, tưới rất là lâu rồi các bạn. Một lần duy nhất thằng Rio Mingguan này thôi. Đáng lẽ là mùa mưa này là mình tưới, mùa mưa là tưới 2-3 lần luôn các bạn ha. Nhưng mà mình nói chung là mình là biến, thứ nhất là biến, thứ hai là tiết tiền. Ha, mình đưa chồng mai mình bỏ phế lắm, không có kỹ lưỡng đâu. Nên bạn nào mình nói các bạn nào có nhu cầu và có điều kiện thì nên tưới thằng này ha. Tưới đầu năm cho mình một lần rồi 1-2 lần ha, rồi những cái lúc mà thì một đầu năm 1-2 lần thì cách nhau mỗi lần 1 tháng 1.5 tháng gì đó ha. Rồi những cái mùa mưa này nên tưới nhiều thằng Rio Mingguan này nè, tại vì thằng mùa mưa á, thì độ ẩm trong chất trồng nó cao nên đòi hỏi phải tưới thằng Rio Mingguan này thường xuyên để mà ngừa nấm và ngăn ngừa nấm trong chất trồng của mình, hoặc là tiêu diệt nấm nếu có, nó bị chớm lên là bị tiêu diệt liền ha. Nó vừa hình thành là nó bị tiêu diệt liền, hoặc là không có cho nó có điều kiện để nó hình thành được luôn nấm á, thì mình đã tưới cái này ha. Thứ nhất ha, thì mùa mưa này các bạn có thể tưới là 2-3 lần, mỗi lần cách nhau là khoảng 1-1.5 tháng gì đó ha. Có thể là tưới 4 lần cũng được, thằng này tưới nhiều không có sao các bạn ha, nhưng mà đừng có quá tưới quá gần ha. Tưới khoảng thời gian quá gần, ví dụ như mỗi tuần một tưới hoặc là nửa tháng tưới lần thì không nên đó. À, ví dụ như là 3 tuần hoặc nữa là 1 tháng tưới lần là ok. Nha, thằng này thì nói chung là nó rất là hay. Khi mà bạn tưới vô bạn thấy cái bộ rễ mình nó bắt liền. Các bạn ha, nó bắt liền, nó bắt. Tại vì khi mà tưới cái thằng này vô nó cô lập được nấm, nó tiêu diệt được nấm. Nên nó cái bộ rễ nó sẽ kích thích lại, và nó khi mà bộ rễ nó được kích thích lại á thì nó sẽ hút nước và dinh dưỡng được. Thì bạn thấy cái cây của mình lá nó bắt đầu bắt lại ha, cây nó bắt lại thì nó bắt phân bắt nước lại đó, như vậy đó. Còn ví dụ như cây mà bị nấm, đã bị nấm nhiều quá thì tưới thằng này không có xi nhê các bạn ha, tưới thằng này không biết chừng nào mới diệt được nấm. Nếu mà cây của bạn đã bị nấm quá nhiều, số lượng nấm trong chất trồng quá nhiều thì có nước là thay chất trồng thôi, rửa rễ thôi, xả tàn thay chất trồng rửa rễ thôi. Chứ còn mà cây mà bị nấm quá nhiều và tưới cái này biết chừng nào mà nó sạch được cái số lượng nấm trong đó được ha các bạn ha. Cái thằng này là mình chỉ là ngừa và tiêu diệt nấm mới khởi phát thôi các bạn ha, lưu ý điều đó cho mình. Và cái vấn đề thứ hai, cái thứ hai cần rất cần cho cây mai của mình đó là cái gì, là humic này nè các bạn, humic này nè các bạn ha, humic này nè. Thì trên thị trường này rất là nhiều loại humic, humic hợp chí, trong cái thằng rock 2 nó cũng có humic ha. Thường những cái loại phân, những cái chế phẩm, những cái loại dưỡng rễ mà bạn pha ra nước nó đen thì thường nó pha humic trong đó hết các bạn ha. Humic thì nó có màu đen như vậy đó. Thì thường humic này nó pha trong cái phân tổng hợp rất là nhiều. Rồi mình nói sơ về cái humic này nè. Cái humic này là nó nguồn thức ăn của vi sinh vật. Tại sao mình không xài phân hữu cơ mà mình thay thế bằng cái thằng humic này? Tại vì phân hữu cơ hiện nay không phải là mình nói quơ đủ cả nấm ha. Cái nguồn hữu cơ bây giờ mình không có nắm được. Cái thứ nhất là nó pha vô đó cái thằng phân hóa học, thì mình không nói đi, nó pha phân hóa học vô đó thì không nói đi, tại vì phân hữu cơ thuần cái hàm lượng NPK của nó rất là thấp, đạm lăng kali của nó rất là thấp các bạn ha, khoảng 1% dưới 1% thôi. Thì bạn thấy cái phân hữu cơ nào mà để cái hàm lượng NPK đạm lăng kali mà 3%, 4% trở lên đó, thì nó là phân hữu cơ khoáng rồi, nó đã pha vô phân hóa học trong đó rồi, các bạn lưu ý điều đó. Và mình bảo đảm là đa số bây giờ phân hữu cơ thì thường nó pha cái hợp mol sinh trưởng NA vô đó rất là nhiều, hoặc IPA vô đó rất là nhiều các bạn ha. Bởi vì mình làm cái hợp mol auxin NA IPA đó thì thường bạn bón cho cây thời gian đầu 5-10 năm rất là tốt các bạn ha. Nhưng về lâu về dài thì đó là cái hợp mol nhân tạo ngoại sinh mà bạn biết mà,
khi mà mình bón về lâu về dài thì cây nó ỷ lại, cây nó sẽ không tiết ra được, cây nó sẽ không tổng hợp được cái hormone nội sinh của nó. Đó, chính vì thế thì nếu mà bạn xài và xài hoài và xài tới một cái thời điểm nào đó thì cái cây nó sẽ không còn tác dụng được như ý, thì nó sẽ bị suy kiệt và giảm tuổi thọ cây ha, bạn lưu ý điều đó. Nên mình ngại là xài phân hữu cơ là như vậy đó, nên mình chuyển qua xài humic. Thì cái vấn đề ở đây á, là phân hữu cơ thì nó có tác dụng như thế nào? Phân hữu cơ chẳng qua là nó một cái hệ điểm ha, là nguồn thức ăn vi sinh vật, tại trong đó nó có humic nè, phân hữu cơ thường nó có humic nè, rồi nó giữ nước giữ phân bằng được á, là do nó có chất mùn nè. Cái thứ hai là nó chứa nhiều vi sinh vật, trong đó vi sinh vật phân giải cellulo nè, phân giải lân nè, và tổng hợp đạm nè, đó, cố định đạm á, nó có vậy thôi. Còn khi mà mình xài humic này nè, tuy humic này nó không có nguồn vi sinh vật trong đây sẵn, nhưng mà nó là thức ăn. Khi mình tưới humic này nè, thì những cái vi sinh vật nó hình thành trong đâu có ha, nó có trong nguồn nước nè, trong không khí mình cũng có nè, mình thấy là trong chất trồng cũng có nè. Thì khi mà mình cung cấp cái thức ăn cho nó thì tự động nó sẽ hình thành các vi sinh vật thôi ha. Tuy là không được nhiều như khi mình bón phân hữu cơ, nhưng mà nó sẽ an toàn và tốt hơn ha. Thì mình đã nói lúc trước á, cái phân hữu cơ là cái phân mà và vô cơ á, thì nó đều có NPK hết, nhưng mà cái thằng hữu cơ nó, cái hàm lượng NPK nó không có được nhiều, nó không có cung cấp đủ cho cây ha. Vì cây mình hút phân, ăn phân ở dạng ion ha, cây nó không phân biệt được ion nào là hữu cơ, ion nào là hóa học hay dấu ha. Nhiều ở đây mình nói tới đây, nhiều bạn nói tại sao mà không bón nhiều phân hữu cơ ha, biết là thằng phân hữu cơ hàm lượng NPK nó thấp rồi đó, sao không bón nhiều? Vì mình nói xin thưa, bón nhiều không được các bạn. Phân hữu cơ bạn bón nhiều nó sẽ bị lèn đất, tại nó có chất mùn các bạn ha, nó làm lèn chất trồng của mình. Và nó khi mà nó lèn như vậy thì bộ rễ mình nó sẽ thiếu không khí, nó không hấp thu được không khí oxy á, nó không hấp thu được oxy nhiều, nên nó bộ rễ mình nó sẽ hô hấp các bạn ha, nên nó không hấp thu được oxy nhiều, nó không hô hấp được thì bộ rễ kém phát triển. Rồi khi mà lèn như vậy nó sẽ hình thành nấm, rồi khó thoát nước nữa, nó nhiều vấn đề lắm, nên không thể bón phân hữu cơ nhiều là như vậy các bạn. Bởi vì mình khuyên các bạn là đừng có bón phân hữu cơ nhiều, đặc biệt là phân gà nén, những loại phân có chất mùn cao á. Phân hữu cơ thì bón khi nào mà vừa phải thôi, cây nó ăn được, bộ rễ nó thông so thoáng được, chứ đừng có bón dồn dập mà khó thoát nước rồi bộ rễ nó thiếu oxy nữa. Đó. Thì hai cái thứ này thì các bạn không nên bón chung với nhau. Tại vì sao? Tại vì một thằng diệt nấm nó diệt luôn vi sinh vật nha các bạn ha. Một thằng thì nó tạo vi sinh vật. Đó. Nên khi mà bạn sử dụng hai thằng này thì cách nhau cho mình khoảng là 15 ngày đi ha, xen kẽ với phân bón cũng được ha. Thằng Ridomigon này bạn có phải thể là hòa chung với phân bón NPK bằng tưới, thằng humic này cũng vậy ha. Đó, nên hai thằng này bạn thời bạn bón cách nhau nửa tháng cho mình, đừng bón chung các bạn ha. Một thằng diệt nấm là vi sinh vật á, một thằng diệt vi sinh vật, một thằng là tạo vi sinh vật, nên không thể bón chung được ha. Bón chung thì làm liều ha, bón chung thì kiểu như là mình cố tình mình cố chấp các bạn ha, mình không hiểu về khoa học á, mình bón chung thôi. Rồi, bạn nào thấy video mình hay hãy cho mình một like ha, và bạn nào chưa đăng ký kênh hãy bấm đăng ký kênh và nhấn chuông cho tất cả để theo dõi những video mới nhất của mình nha các bạn. Rồi, hẹn gặp các bạn video tiếp theo. Chào tạm biệt các bạn.